bây giờ tới cái phần thứ năm. Phần thứ năm là được diệu môn giết nhau, tức là sáu cái pháp này nó là giết nhau. Lục diệu môn giết nhau, nếu lượng gần thì có hai thứ, và bàn xa thì có rất nhiều. Những gì là hai? Một là lục diệu môn tự để giết nhau, hai là kéo lưu lục diệu môn xuất sanh thắng tiến giết nhau. Thế nào là tự để giết nhau? Hành giả khi lưu lục diệu môn ở trong một pháp tổ chức thành vận chuyển giết cả năm pháp vì chỉ có hoàn định. Nếu là trong một pháp thành công thì năm pháp kia nó cũng có sẵn trong đó. Như hành giả khi kéo điều tâm tổ thức, chính cái thể của nó là tổ thức ngôn, tâm nương theo hơi thở, để đến là giết vì ngôn. Mình vừa đến số, mình vừa hơi thở, thì như vậy tổ thức đã có vị thức rồi. Giết các như lự, kèm tâm tại số, là giết chỉ ngôn, tức là mình không cho nghĩ gì hết, chỉ nhớ số 1 tới số 10, đó là giết cái chỉ ngôn. Phân biệt tâm đến số, hơi thở rõ ràng, thì giết quán ngôn. Trong khi mình ngồi, mình thấy tâm mình, thấy cái hơi thở vô tới đâu biết, ra tới đâu biết, và mình đến số 1 tới số 10, không có lộn, đó là quán ngôn. Nếu tâm loạn lộn, kinh nhau đúng dụng, hoặc là hư dối, tâm tâm thở trong trước để tâm quay về số là giết hoàn hôn, tức là khi mình đưa đến mà lại có tâm chạy theo vũ trụ thì mình đều biết đó là tâm đưa dối trở lại giết tâm, giết tâm theo số thì đó là hoàn hôn. Khi giết tâm đến hơi thở không có ngủ cái, không có cái ngủ cái gia đại và cái hô gấu tiền não thanh tâm bình đẳng, giết tịnh môn và như mình để mình ở rồi không có bị tất cả những cái tham cái ái gì trên nó che đậy, rồi mình lại được tâm thanh tịnh thì đó là giết tịnh môn. Như vậy chỉ đến mình ở mà nó có đủ cả năm pháp kia, pháp tổ chức giết cả lục môn thì tùy tùy chỉ quán hoàn định mỗi pháp cũng như thế. Tính ra sáu lần sáu có 36 diệu môn, đó là một cái này giết tất cả cái kia. Từ trước đến nay tuy mỗi pháp vận dụng không đồng nhưng cũng có ý này, nếu không phân biệt hành danh có thì có biết đã được nói được diệu môn tự thể giết nhau trong một môn đầy đủ sáu trước. Tuy vậy thì mình dùng một môn mà được thành công thì sáu cái môn kia nó sẵn ở trong đó. Thế nào là kéo tu được diệu môn xuất sanh thắng tiến giết nhau? Hành giả lúc ban đầu điều tâm tổ chức tới một đến từ một đến mười tâm không phân tán gọi là sổ môn. Chính khi sổ thức tâm yên lặng không kéo giết hơi thở mới vào khoảng giữa trải qua và chỗ đến cho đến vào rồi trở ra, cũng như thế tâm thắng quý rõ nhưng cao không đoạn mà vận hành tổ pháp đến từ một đến mười ấy là tâm tổ chức thành tựu tùy môn tức là tùy đức. Hành giả chính khi tổ chức tế tâm khôn khéo kèm đại số và nơi không cho những tư lự như thế phát khởi cuốn dây không sanh di niệm tức là niệm đổi dời, không đổi dời tu luyện, đó là tâm tổ chức thành tựu được chỉ môn. Hành giả khi tổ chức thành tựu xảo huệ phương tiện thiết chẩn niệm, dùng tâm yên lặng chiếu soi hơi thở, sanh diệt biến tư tưởng chuyển biến tình sát na không tham và pháp ngũ ấm thành nhị nhập thập pháp giới như mây như khói không tự tánh. Đã không thấy có người thì trong khi tổ chức thành tựu niệm xảo huệ diệt niệm quán môn như vậy thì chính là khi đến hơi thở một chúng ta đã có cái nhìn có cái thấy đúng không có bị sai cả.
những hành tự quán trí biết quá trước là hư giả, mà cũng khôn khéo hiểu biết quán chiếu lại trong tâm được có tự tánh tư dối không thành kìa được tự tri giác, ấy là trong tổ chức thành tự hoàn môn là tình quán chiếu lại ngay trong tâm mình thì thấy rõ ràng nó là một cái chỗ an trú chân thật. Mà lâu nay mình đã theo chuyện tư dối tổ chức chẳng những được quệ phương tiện năng quán giả quán mà cũng không có năng quán giả quán do pháp bản định, pháp tánh bản định như hư không không thể phân biệt. Khi đấy hành giả tâm lập thì pháp tánh lặng lẽ không động, ấy là tâm tổ chức thành tựu tịnh môn. Như vậy thì mình chỉ đến hơi thở thôi mà rồi mình thấy được tất cả các pháp nó là thanh tịnh, là yên lặng, là trong sáng. Thấy được như vậy thì đó là chúng ta có cả tịnh môn rồi. Lấy năm môn đa nghiêm tổ chức vì chỉ quán hoàn tịnh như vậy. Ở đây không nói riêng, tính ra 6 lần 6 cũng được 36 chữ môn. Hành giả nếu hay khô khéo tu tập được chữ môn, chắc chắn được các thứ thâm thiền định trí huệ vào niết bàn của tam thừa. Như vậy thì chúng ta chỉ cần tu được chữ môn là đầy đủ hết tất cả pháp, chứ không phải là thiếu, nhưng là kéo vô mang cho rõ ràng, đừng có lầm lẫn. Cho nên chúng ta tu dù pháp cao pháp thấp pháp gì, nếu khéo thì được kết quả được hết, còn nếu không khéo được cái pháp cao tu thành không có kết quả. Vì vậy mà trên phương diện tu chúng ta phải cẩn thận, phải nhìn phải thấy cho rõ ràng, đừng có lầm lẫn. Vì tôi đi xa vấn đề như thế này mà bữa nay giảng nhiều đủ rồi. Nơi chương thứ 6 trang 255 nói lục diệu môn chung và riêng. Sở dĩ nói lục môn chung và riêng là vì phàm phu ngoại đạo vị thừa Bồ Tát chung quán phải một pháp sở tức mà giải huệ thông đồng, nên chứng niết bàn cũng sai biệt. Vì chỉ quán hoàn định cũng như thế, vì sao có sai biệt? Đây nói rằng lục diệu môn tức là lục diệu pháp môn khi tu có chung và có riêng. Tại sao có chung có riêng? Bởi vì pháp tu này từ phàm phu đến ngoại đạo, hàng vị thừa, các bậc Bồ Tát cũng tu pháp môn này, mà cái chỗ giải huệ, chỗ thâm nhập, hiểu thấu nó không đồng nhau, nên chỗ chứng kiến bạn cũng có sai biệt. Vì vậy mà biết rằng các pháp môn tu này tuy là chung mà cũng có cái riêng. Bây giờ từng tự để giải thích cái riêng đó. Vì sao có sai biệt? Hành giả phàm phu độ căn chính khi sở tức chỉ biết đếm từ 1 đến 10 cho tâm an định, mong cầu nhờ đây được nhập thiền định, thọ hưởng các khoái lạc. Đó gọi là trong pháp sở tức mà khởi ma nghiệp vì tham sanh tử vậy. Ở đây quý vị nghe cho thật kỹ để biết rằng cũng một pháp tu mà cái tâm mình không có chính thì cái pháp tu đó nó cũng trở thành tà. Như sở tức là đếm hơi thở, mà những người độn căn khi đếm hơi thở thì chỉ biết đếm từ 1 tới 10 để làm gì? Để cho
đoạn bên nghĩ vậy à, rồi mong được định để làm gì, để rồi nhập được thiền định hưởng các cái thứ khoái lạc, tức là những nó vui nó thích à, đó là lập pháp sở tức mà khởi ma nghiệp vì tham sân tử, nghĩa là tu thiền định mà chỉ mong rằng được tâm an ổn, được khỏe mạnh, được vui vẻ, để rồi mình được thảnh thơi, chứ không phải tu thiền định để cầu thoát ly sinh tử. Vì vậy cho nên nói đó là phàm phu cũng tu thiền, mà đó thuộc về phàm phu. Đến hạn kế, các hàng ngoại đạo lợi can tâm tri yếu quá mạnh, vì thấy nhân duyên nên khi sở tức chẳng những điều tâm đến hơi thở từ 1 đến 10 mong cầu thiền định, mà cũng hay phân biệt có hơi thở không có hơi thở, cũng có cũng không, chẳng có chẳng không, quá khứ hơi thở như thế đi hay không như thế đi, cũng như thế đi, cũng không như thế đi, chẳng như thế đi, chẳng không như thế đi, vị lai hơi thở hữu biên vô biên, cũng hữu biên cũng vô biên, chẳng hữu biên chẳng vô biên, hiện tại hơi thở hữu thường ư vô thường ư, cũng hữu thường cũng vô thường ư, chẳng hữu thường chẳng vô thường. Và tâm cũng như thế, tùy chỗ tâm nhận được chấp là thật, cho người khác nói đều là vọng ngữ. Người này bởi không rõ tướng hơi thở, theo vọng kiến sanh phân biệt, tức là sở tức mà khởi ý luận tứ biên nhiêu đó, tứ biên tức là bốn bên đó, bốn phía đó, sanh chỗ phiền não, hẳn chìm trong tham trước tà kiến, tạo các tà hạnh, đoạn diệt thiện căn, không hội lý vô sanh, tâm đi ngoài chánh lý, nên gọi là ngoại đạo. Như vậy cũng đến hơi thở mà biến thành ngoại đạo. Tại sao vậy? Ở đây là cái lối kiến chấp do cái nhận định lanh lợi của những thiên người tu theo ngoại đạo. Cho nên khi ngồi thiền đến hơi thở rồi khởi phân biệt hơi thở có, hơi thở không, hơi thở cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không, vân vân, bốn thứ có nè, không nè, cũng có nè, cũng không, tức là bốn bên nè, rồi chấp hơi thở quá khứ hơi thở như thế đi hay không như thế đi, cũng bốn thứ nữa, rồi vị lai hơi thở hữu biên vô biên, cũng bốn thứ nữa. Cứ như vậy mà chấp phía này phía nọ phía kia, thì chỉ một cái hơi thở mà chấp thành bốn thứ, có không, chẳng có, chẳng không, vân vân. Như vậy đó là cái tà kiến. Khi mình tu theo hơi thở mà cứ so nghĩ chấp bên này chấp bên nọ, cho nên nó gọi là ngoại đạo. Vì vậy mà nói rằng họ chìm trong tham trước tà kiến, tạo các hạnh tà hạnh, đoạn diệt thiện căn, không hội lý vô sanh, tâm đi ngoài chánh lý, nên gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo của như vậy. Hai hạng người trên tuy lợi căn động căn có khác, mà sanh tử luân hồi trong tam giới không khác. Như vậy hạng phàm phu tu để chấp yên cho sung sướng, thì cái đó là chấp sanh tử. Ở ngoại đạo tu mà chấp bên này bên kia, bên có bên không, bên chẳng có bên chẳng không, vân vân, bốn thứ, thì như vậy đó cũng là đi trong sanh tử.
bây giờ tới những cái phần chánh, thế nào là thanh văn tu sở tính, hành giả muốn mau thoát ly tam giới để cầu niết bàn nên tu sở tính để điều tâm. Khi ấy trong sở tính mà không rời chánh quán tứ đế, thế nào là sở tính quán tứ chánh đế? Hành giả biết hơi thở yên lên thanh, thanh yên lên tâm, ba biệt hơi thở thanh tâm hòa hợp gọi là ấm. Giới nhập tức là khổ, ấm là ngũ ấm, giới là thập nhị giới, nhập là thập bát nhập đó, hay là thập nhị nhập, thập bát giới. Nếu tham trước pháp ấm giới nhập cho đến vô luân tâm phân biệt ấm giới nhập, tức là tập đế, tập đó là tập đế. Nếu hay đạt được trên tánh của hơi thở là biểu cổ vô sanh không cởi tứ thọ. Tứ thọ tức là thọ khổ, thọ vui, khổ không vui đó, tứ hạnh không sanh thì lợi sử động sử các thứ phiền não kiến phượng đều lặng lẽ không cởi, gọi là diệt. Chánh huệ biết khổ hay thông lý không bị ngăn biết, gọi là đạo. Nếu hay sở tức không đạt tứ đế như thế, người ấy quyết định được đạo thanh văn, dứt nghiệp cũ không tạo nghiệp mới. Đây chỗ này tôi phải giải thích kỹ cho quý vị thật rõ. Cũng đến hơi thở mà hàng nhị thừa tức là thanh văn, trong khi đến hơi thở các ngài liệt quán tứ đế. Quán như thế nào? Nói rằng khi đó biết hơi thở y nơi thanh, rồi thanh thì y nơi tâm, hơi thở thanh tâm ba cái hòa hợp gọi là ấm. Giới nhập ấm là ngũ ấm, giới là thập bát giới, nhập là thập nhị nhập. Thập nhị nhập là mắt, tai, mũi, lưỡi, thanh, ý, rửa mài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là thập nhị nhập. Rồi cộng thêm nữa là sáu thức, căn, trần, thức, mỗi cái có sáu là thập bát giới. Như vậy thì cái hòa hợp đó nó biến thành ra cái thanh ngũ ấm và cái 18 giới là căn trần thức, hoặc là 12 là căn và trần, căn có 6, trần có 6. Thì như vậy tất cả pháp nó đều từ nơi thân này, chấp thân này mà ra, thân này gọi đó là khổ. Như vậy thì cái đoạn đầu biết hay thở nương lên thân, rồi thân ý nương lên tâm, hơi thở thanh tâm ba cái hợp lại thành được có cái thanh này, và thanh này thì gọi đó là ngũ ấm, thì gọi đó là khổ đế. Như vậy thì quý vị kiểm lại thử coi hơi thở có phải từ thanh ra không. Tự nhiên ai cũng thấy nương lên thanh mà thích cô thở ra, cho nên nó hơi thở từ thanh. Mà thanh này do cái tâm mê muội mà lại tới thọ sanh, cho nên thanh thì được lên tâm. Mà nếu là do ba thứ hòa hợp như vậy thì nó thuộc về khổ đế. Vậy nếu tham trước pháp ấm giới nhập, tức là pháp ngũ ấm và bát giới thập nhị nhập, rồi buông lung tâm phân biệt ấm giới nhập tức là tạp đế, mình đưa lên thanh này rồi phân biệt các pháp tràng nhân dân, đó là tạp đế. Nếu hay đạt được chân tánh của hơi thở là biết khổ vô sanh, không khởi tứ thọ tứ hạnh, không sanh thì lợi sử động sử các thứ phiền não kiếp phượng
đều lặng lẽ không đợi, gọi là diệt đế. Nói rằng nếu mà mình đếm hơi thở như vậy mà mình biết được cái chân tánh của hơi thở, cái hơi thở từ đâu mà có, thì mình nhận chân rằng hơi thở tánh nó là không, thấu suốt như vậy, thì mình không khởi bốn cái thọ là thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ, không vui, không khởi tứ hạnh là hạnh gì, đi, đứng, nằm, ngồi, bốn quay nghi, không có bốn thọ, không có bốn quay nghi, thì như vậy, thọ khổ, thọ vui, văn, và đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả chúng ta đều thấy được cái tánh nó không sanh. Nó biết tánh nó là không sanh thì tất cả lợi sử, độn sử và các phiền não kiếp vượt đều lặng lẽ không khởi, thì gọi đó là diệt đế. Như vậy thì cũng nơi đó mà chúng ta tu được đi tới diệt đế, rồi chánh huệ biết khổ hay không biết, không bị ngăn biết, gọi là đạo đế. Nhờ cái trí huệ thân tánh của mình biết cái khổ đế, tức là biết năm ấm mà thông suốt được, không bị ngăn biết, thì đó là đạo đế. Nếu hay sở đức không đạt tứ đế như thế, người ấy quyết định được đạo thanh văn, dứt nghiệp cũ không tạo nghiệp mới. Thì cái phương pháp tu của vị thừa nghe này cũng hơi nhiều, hơi rắc rối. Bây giờ qua tới Duyên Giác thừa, thế nào trong sở đức vào đạo Duyên Giác, hành giả cầu tự nhiên trí, đưa riêng được tính tịch tịnh, sau biết các pháp như thiên như sinh, chính khi sở đức biết các ghi nhớ đến hơi thở là hữu chi, là tức là hữu, hữu duyên thủ, hữu duyên ái, ái duyên thọ, thọ duyên xúc, xúc duyên lục nhập duyên danh sắc duyên thức, thức duyên hành, hành duyên vô minh. Lại quán cái hữu ghi nhớ hơi thở này là nghiệp thiện, hữu vi, có nhân duyên thiện quyết định sẽ thọ báo ở đời sau, hoặc ở người ở trời, vì có nhân duyên thọ báo ắt có lão tử và ưu vi khổ não. Đó là nhân duyên ba đời, sanh tử không ngàn mé, luân hồi không dừng, vốn không có sanh cũng không có tử, mà không khéo suy nghĩ nên tâm hạnh tạo thành nghiệp sanh tử. Nếu biết vô minh thể tánh vốn tự không có, bởi nhân duyên vọng tưởng hòa hợp mà sanh, vốn không phải thật, giả gọi là vô minh. Vô minh còn không thật, có thì thật, có thì hành, đúng không? Các nhân duyên đều không căn bản, đã không có hành nhân duyên luôn đây thì đâu có sở tích hiện nay. Khi ấy hành giả sau biết sở tích một nhân duyên không có tự tánh, không thọ, không biết, không nghĩ, không phân biệt, tâm như tâm vắng lặng, không động, rỗng suốt, tâm vô lậu phát sanh, thành đạo Duyên Giác. Thì cái đạo này ghi theo cái tính cách 12 nhân duyên thì nó hơi khó nhìn, khó thấy. Ở đây tôi chỉ nhắc cái đạo chót cho quý vị thấy dễ hơn. Bây giờ cái đạo chót là gì? Đạo chót là vốn không có sanh, cũng không có tử, mà không khéo suy nghĩ nên tâm hạnh tạo thành nghiệp sinh tử. Chúng ta đi tới chỗ cuối cùng tạo ngàn mé thì không có sanh tử, mà chúng ta lại dính theo cái cảnh phân biệt mà có sanh tử. Bây giờ muốn có sanh tử tại sao? Nếu biết vô minh thể tánh vốn tự không có, bởi nhân duyên vọng tưởng hòa hợp mà sanh, vốn không phải thật,
và gọi là vô minh. À, bây giờ chỉ có cái là hay nhất, mình biết vô minh thể tánh nó vốn không do nhân duyên hợp mà sanh, mà vì nhân duyên hợp mà sanh cho nên không phải thật, à, mà tạm gọi là vô minh. Như vậy trong 12 nhân duyên mà cái nhân duyên đầu là gì? Là vô minh. Từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, duyên duyên danh sắc vân vân, mình đi một dòng thành 12 nhân duyên. Như vậy thì vô minh nó thiệt hay là không thiệt? Thì sao biết nó giả? Nó là vô minh. Vô là không, minh là sáng. Nó là cái không sáng, mà không sáng tức là tối. Đó. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện ở trong sanh tử đây gốc từ cái gì? Đó. 12 nhân duyên là gốc từ vô minh. Đó. Từ vô minh mà có thân, từ vô minh mà có những sinh hoạt luân hồi sinh tử. Như vậy thì vô minh là cái gì mà nó làm chủ cái gốc sanh tử vậy? Quý vị biết cái vô minh mình chưa? Chắc không biết đâu. Không vô minh mà không biết vô minh là gì, vô minh ra sao, vô minh ở đâu, phải không? Hồi xưa có một thiền sư nói nghe rất là đáng đời. Có một thiền khách tới, là thiền khách đó là người cư sĩ, cũng là người trí thức, học giả, tới hỏi thưa ngài thế nào là vô minh. Thì ông nói trí thức gì ngu quá vậy. Khi nghe nói về cái lúc sao lên nó tỏ ra dù mình hơn. Như vậy thì quý vị có cái đó không? Như vậy thì trước người ta hỏi thì nó có sanh, phải không? Nhưng mà vừa nghe hỏi mà chê mình ngu cái nỗi sanh lên thì đó là vô minh. Như vậy thì cái vô minh bình thường thì nó có, là gặp duyên thì nó mới có. Bởi vậy vô minh từ nhân duyên sinh, mà làm từ nhân duyên sinh thì vô minh thiệt không? Nó không thiệt. Như vậy vô minh không thiệt mà chúng ta bị nó chỉ quy, nó lôi cuốn đi trong sanh tử không biết muôn kiếp nào kể cho hết, thì như vậy nghĩ tội nghiệp cho mình không? Tội nghiệp mình quá chắc chứ không ra gì mà để nó chỉ quy mình, phải không? Dẫn mình đi luân hồi không biết bao nhiêu kiếp, sinh ra khổ, khổ là cái tạo nghiệp, tạo nghiệp trực tiếp luân hồi. Như vậy mãi mãi không dừng. Bây giờ mình biết vô minh là cái không tốt, không có đúng, thì mình phải bỏ nó. Thì bỏ cái vô minh thì biết thành minh mà, phải không? Đơn giản vậy thì có gì đâu. Như vậy thì nếu mà cái ông cư sĩ bị là thượng hay là thiền sư chê đồ ngu đi hỏi chuyện thớ bằng, mà khi đó ổng cười nó phải tôi ngu, có cái gì đâu, phải không? Thì như vậy ổng có vô minh không? Ổng không có. Mà tại vì ổng nghe nói ngu là cái chấp đó là nói xấu ổng, nói nhục ổng, là nói chặn lớn, nói chặn cái thì vô minh nó hiện. Như vậy thì quý vị muốn thấy vô minh dễ hay khó? Dễ. Dễ thì chẳng thấy cái gì. Không có cái gì là khó đâu. Thì giả sử mình bị người ta chê, mình bị người ta mắng, mà mình cười mà không thấy giận gì hết, đó là những lời nói vô nghĩa, hết bại, giận buồn chi, thì mình có vô minh không? Như vậy thì mình không có vô minh. Còn nếu nghe ta chê, bị người ta mắng thì sanh đùng đùng lên rồi bỏ đại thì ta có vô minh không? À, như vậy thì từ cái sân rồi mới chửi mới đánh nhau tạo
là nếu nghe ta nói mình sáng sướng, mình thấy câu nói vô nghĩa, không giá trị, mình bỏ qua, cười thôi, thì như vậy thì có làm nghiệp gì đâu. Đó. Không làm khổ mình, không làm khổ người, như vậy có phải là mình không? Như vậy thì quý vị muốn kiếm cho mình dễ hay không? Dễ quá. Sẵn sàng một bên thôi à. Vô minh và minh làm kế cạnh thì không có gì hết. Chỉ một cái sáng suốt, tỉnh táo, biết lời nói vô sự không có giá trị bỏ, thì đó là mình minh. Vì đó là cái trí được sáng, sáng là mình. Và nếu không nói vô nghĩa mà mình tức giận rồi mình làm làm loạn lên rồi tự rồi đánh giá, đó là vô minh. Như vậy thì mình là không tạo nghiệp. Mình không tạo nghiệp thì cái gì vậy? Mình đi luôn hồi sinh tử. Còn cái vô minh là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì nói sinh tử thì sai chứ cái dạy thì chút khá màu lắm. Phải là chính vì cái vô minh đó nó dẫn mình đi. Bởi vậy cho nên cái người trí luôn luôn phải biết cái nào là vô minh, cái nào là minh, để mình sống hàng ngày. Và nếu mình sống hàng ngày như vậy có tu không? Quý vị cần đến theo trường không? Đâu cần đến theo trường mà miệng người ta chửi mà mình cười thôi thì mình cũng không có vô minh rồi, phải không? Còn mình ăn chay thiệt là kỹ mà đậm tới cái nỗi sân đó mà đổ bàn thì cái đó là tu giỏi chưa? Chưa. Như vậy cho nên biết là cái tu là cái gốc để mình diệt phiền não, chứ không phải là cái gốc để cái ăn uống. Nhưng mà sau này ta hãy chấp ăn uống, nó là tu. Phải, năm ngoái chị ăn chay tháng mấy ngày? Năm 4 ngày. Năm nay chị ăn mấy ngày? Ăn 6 ngày. Chà, chị tu hay quá. Tu hay quá. Nhưng mà biết người ta đồng tới có nỗi sai như chồng. Nếu mà giờ nỗi sai như cũ thì đâu có hay nói gì. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái tu là trọng tâm tiêu diệt phiền não, chứ không phải tu mà mình cứ lấy cái hình thức cho đó là tu. Đó, đó là cái chỗ tôi nói cho quý vị thấy. Nếu chúng ta biết vô minh nó không thật, như quý vị thấy người ta chê mình cái mình nổi giận thì vô minh nó hiện ra, còn chê mà không nổi giận thì vô minh nó trốn mất, thấy không? Nó đâu có thật. Cái duyên đến mà mình sáng suốt, mình không có bị mê lầm thì đó là mình. Còn nếu bị mê lầm nó lôi mình đi thì vô minh. Như vậy thì ai cũng có vô minh mà ai cũng có quyền minh. Như vậy thì quý vị tu sao mà càng ngày càng minh. Minh tức là sáng, thì sáng là có trí tuệ, còn vô minh là không sáng cho nên không có trí tuệ, bị sân si nó lôi kéo. Như vậy thì ở đây nói hết sức là đơn giản. Vô minh còn không thật có thì hành vân vân các nhân duyên đều không căn bản. Vô minh không thật thì hành thuyết tinh sát tất cả đều không căn bản. Đã không có hành nhân duyên thì đâu có sở tích hiện nay. Khi ấy hành giả sâu biết sở tích thuộc về nhân duyên, không có tự tánh, không thọ, không trước, tức là chấp trước, không nghĩ, không phân biệt, tâm yên lặng, tâm như hư không, vắng lặng, không động, rỗng suốt, tâm vô lậu phát sanh, thành đạo duyên giác. Như vậy thành đạo duyên giác dễ lắm. Chỉ cần nếu hơi thở thôi, biết hơi thở là không thiện, do nhân duyên mà có, cho nên nó không có tự tánh, nên mình không chấp, mình không dính, mình không phân biệt. Đó là tâm mình được vắng lặng, không động. Như vậy thì tâm mình nó rỗng xuống, và rỗng xuống thì vô lậu phát sanh, cái giải thoát sẽ tự sanh. Như vậy thì biết rõ cái mối của nó rồi, tu không có khó. Còn không biết manh mối nó thì tu thật là cay đắng. Cho nên cái người học Phật
mà nắm vững được đạo lý rồi thì không phải là khó tu, và mình không nắm vững thì cứ lại Phật ngày này tháng kia mà cứ tu ra hết, ngỡ rằng mình lại Phật nhiều mình tu nhiều, nhưng mà không ngờ nếu tu lại Phật nhiều công phu nhiều mà chấp vào đó rồi sanh ra phiền não hai động đó với cái mình nói mình tu nhiều mà dám khinh mình nhân dân thì cái đó là cái không tu tiến. Như vậy thì duyên giác tu cũng hơi dễ rồi, thấy không? Bây giờ Bồ Tát còn dễ hơn nữa. Thế nào gọi là Bồ Tát? Sở tức hành giả bị cầu nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí, Như Lai, Như Kiến, lực vô sở quý, thương xót muốn tạo cho vô lượng chúng sanh được an lạc, cho nên tu sở tức muốn nhân pháp môn này vào nhất thiết trí. Vì sao? Như trong kinh nói, pháp quán hơi thở là cái cửa ban đầu của ba đời các đức Phật vào đạo. Nên kinh nói rõ vậy đó. Cái pháp quán hơi thở là cái cửa ban đầu của ba đời các đức Phật vào đạo. Như vậy thì chẳng những một đức Phật mà ba đời các đức Phật đều vào đạo bằng cái cửa quán hơi thở. Như vậy thì quý vị mình thấy nó quan trọng như thế nào? Ở đây tôi giải thích những từ ngữ cho quý vị hiểu. Ở đây nói là nhất thiết trí nè, tự nhiên trí nè, vô sư trí nè, Như Lai Như Kiến nè, lực vô sở quý. Nhất thiết trí tức là cái trí biết tất cả các pháp trên thế gian và xuất thế gian. Thế nên gọi đó là nhất thiết trí. Rồi tự nhiên trí là cái trí sẵn của chính mình từ quả nào. Vô sư trí là cái trí không có thầy, cái đó tự nhiên đi vô sư, nó là anh em nhau, gần nhau, tuy hai tên mà nó một nghĩa. Như Lai Tri Kiến, tức là cái tri kiến Phật của mình cũng là cái vô sư trí đó, là từ đó mà được hợp lực đứng vô sở quý dân dân các cái pháp gọi là diệu dụng. Mà muốn được những cái đó là vì sao muốn được? Vì thương xót muốn làm cho vô lượng chúng sanh được an lạc, cho nên tu sở tức. Như vậy thì Bồ Tát tu cầu được đạo để mà độ chúng sanh, thương chúng sanh mà tu, chứ không phải vì mình mà tu. Vì vậy cho nên gọi đó là tâm Bồ Tát muốn dâng pháp môn này vào giúp nhất trí. Vì sao? Vì trong kinh Phật dạy rằng pháp quán hơi thở là cái cửa ban đầu của ba đời các đức Phật vào đạo, cho nên chúng tôi bảo ban đầu phải dùng cái quán hơi thở hay là đếm hơi thở. Thế nên những vị mới phát tâm Bồ Tát muốn cầu Phật đạo trước nên điều tâm sở tức. Sau tu hành Bồ Tát muốn được thành cái đắc Phật đạo thì trước mình phải điều tâm để đếm hơi thở. Chính khi sở tức biết hơi thở không phải hơi thở cũng như quyển quá, do đó hơi thở không phải là sanh tử, cũng không phải là niết bàn. Khi ấy ở trong sở tức không thấy sanh tử để đoạn, không thấy niết bàn để nhập, vì thế không đủ sanh tử nên không bị 25 cõi trói buộc, không chứng niết bàn nên không rơi vào thanh văn như giác, dùng bình đẳng đại huệ, không có tâm thủ xã, vào sở tức trung đạo, gọi đó là Phật tánh, được vô sanh nhẫn trụ đại niết bàn thường lạc nhã tịnh. Ở đây tôi giải thích cái đoạn này cho quý vị thấy. Nó là Bồ Tát phát tâm Bồ Tát muốn cầu Phật đạo thì trước tập tu sở tức. Chính cái khi sở tức thì biết hơi thở,
không phải hơi thở, nó cũng như quyển quá. Tại sao vậy? Thì khi mà ngồi lại hít vô thở ra, như vậy thì hơi thở hít vô thở ra là hơi thở của mình, phải không? Của mình, phải không? Dạ không. Vậy của ai? Của như vậy thì khi mình hít vô là mượn, thở ra là trả, hít vô thở ra là mượn trả, mượn trả. Hơi thở là sinh mạng của con người, phải không? Vì tắt thở là chết. Như vậy mà hơi thở là cái mượn, cái phát triển của mình. Như vậy thì sinh mạng là chết thôi. Đó là cái chỗ then chốt để cho chúng ta nhìn, chúng ta thấy hơi thở là không thiện thì sinh mạng cũng không thiện. Và sinh mạng không thiện bây giờ tất cả chúng ta chịu nó không thiện không? Hay là nói nó thiện? Nên là nếu mà giải thích thì quý vị nghe dường như nó không thiện, thì nói dường như nó chưa tin chắc, phải không? Còn á, bước ra khỏi nhà giảng thì nó sao? Nó thiện với nhau nhiều. Bởi vậy trên đường tu chúng ta gọi là khó khăn, là cay đắng, là phải tự khó. Về lý trí thì khi mình nghe, mình lắng nghe, mình biết cái đó không thể nhận được, nhưng mà bước ra khỏi cái khu vực đạo đức đó, đối diện với người đời thì thấy có thể liền. Như vậy thì mới thấy rằng cái trí của mình nó nhẹ hơn cái tình, phải không? Cái tình cảm thế gian nó nặng, còn cái trí tuệ nó nhẹ hơn. Cho nên biết thì biết mà ứng dụng chưa được. Bởi ứng dụng chưa được cho nên rồi cái dòng sanh tử mình thoát không nổi, ra không khỏi. Đó là cái lỗi tại cái tập lâu đời của mình. Thì chẳng những tập lâu đời mà hiện tại mình cũng bị quân tập ở trong giảng đường, nghe quý thầy nói thì biết, nhưng mà ra ngoài ai cũng nói thiệt hết trơn, mình nói giả sao nói được, phải không? Cho nên rồi ai cũng nói thiệt, mình cũng nói thiệt theo, rồi thành ra cái mà mình biết giả là chỉ có một giờ nửa giờ, còn cái nghe thiệt đó đầy tai, giờ nào phút nào cũng nghe thiệt hết, rồi làm sao cái ít đó mà thắng được cái gì nó. Cho nên nó khó tu được chỗ đó. Chứ nếu ra mà gặp ai cũng nói ối thêm thì giả có gì quan trọng, thì tất nhiên nghe vậy là chắc mình tu dễ lắm. Nhưng mà kẹt là ai cũng thấy nó thiệt hết, cho nên một mình thấy giả khó quá. Đó là cái giả thiệt. Cho nên trong cuộc sống rất là khó tu, vì chung quanh chúng ta là người mê. Một mình tỉnh rất là khó tỉnh. Mà mình tỉnh nó thay mình là giả, nó chửi mình, nó cứ lộ, nó nói mình điên. Rồi ta sẽ lưng xuống thái sát, cái lộ như họ cho ta thiên hạ khác mình học điên. Như vậy thì quý vị mới thấy cái người đương tỉnh mà gặp cảnh thì mình có thể nhớ, nhưng mà rồi người khác họ lại không chịu, họ thấy mình làm vậy là mình ngu, mình đúng hết á. Một là biết là mình cứ phải theo người ta, đó là cái lẽ thật. Cho nên biết tu là một cái điều tốt, nhưng mà thắng được những cái khó khăn đó thực là cay đắng. Nên cay đắng là tại chỗ đó. Quý vị nhớ ở đây nói rất là dễ, bởi vì mình biết hơi thở là không thiện. Nên hơi thở không thiện thì hơi thở là mạng sống, mà nó không thiện thì mạng sống thiện không? Không thiện. Mà không thiện thì cần gì phải đoạn sanh tử, cần gì phải cầu niết bàn, phải không? Vì sanh tử thiện
cho nên niết bàn thiệt, cái không sanh tử là thiệt. Và bây giờ mình biết nó là không thiệt, nạn sống gửi vào hơi thở, mà hơi thở là không thiệt, thì nạn sống làm sao thiệt? Nạn sống không thiệt thì sợ chết, rồi phải khổ đau cầu không chết là niết bàn. Thì như vậy thì hai cái vì thấy cái chết thiệt cho nên mới sợ, mới cầu cái không chết. Và bây giờ cái chết không thiệt thì còn cầu cái gì nữa? Cho nên không có sợ sanh tử, không có cầu niết bàn, vì sanh tử nó không thiệt thì niết bàn cũng không thiệt. Thấy được như vậy thì sao? Không trụ sanh tử nên không bị 25 cõi trói buộc, không chứng niết bàn cho nên không nợ rơi vào thanh văn duyên giác. Đó, như vậy thì mình không mắc kẹt phạm phu, không mắc kẹt gì thừa, dùng bình đẳng đại huệ, không có tâm phủ xả vào sở tức trung đạo, gọi là thấy Phật tánh, được vô sanh nhẫn trụ đại niết bàn thường lạc nhạc tịnh. À, chỗ này nói để cho thường đặng quý vị thấy, khi chúng ta không sợ sanh tử, chúng ta không cầu niết bàn, thì lúc đó chúng ta sao? Tâm mình nó rộng ra thanh tịnh, mà nó rộng ra thanh tịnh đó là đã niết bàn rồi. Bởi vì cái tâm mình bây giờ tất cả chúng ta bị cái lỗi là nhận lầm cái giả làm cái thiện. Tức là cái gì là cái giả? Tức là cái tâm sinh diệt, phải không? Tâm sinh diệt là giả, mà tâm sinh diệt là nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, nghĩ phải, nghĩ quấy vân vân. Tất cả cái nghĩ đó là cái tâm sinh diệt, mà cho cái nghĩ đó là tâm mình. Cái gì nào nó tâm tôi nghĩ vậy không? Nó nhận cái sinh diệt đó là tâm mình, mà nhận nó là tâm mình rồi thì đâu biết cái thiện được. Chừng nào tất cả tâm phải lấy hơn vua tốt xấu lặng hết rồi, chỉ còn một thể thanh tịnh, hằng giác hằng tri. Hằng giác hằng tri thanh tịnh rộng ra, không có cái niệm khởi, mà không niệm khởi thì lấy gì sinh diệt? Mà cái hằng giác hằng tri có mất mình chưa? Nó không có mất mình, mà cái đó mới không có sanh tử. Vì sao? Vì nó là không động. Không động tức là không có sinh diệt. Còn người ta mình nghĩ xấu xấu phải với lặng nổi, liên nghiêng, phải không? Thì đó là cái tướng sinh diệt, là cái hư giả. Cái hư giả mà chúng ta biết nó là hư giả, đừng theo nó, thì cái chân thật nó hiện rồi. Và bây giờ mình chấp cái hư giả là mình, thì cái chân thật là ẩn đi. Như vậy, muốn được thấy cái thể chân thật của mình không có phải từ đâu đi lại, mà nó sẵn, nó đã sẵn mà mình không chịu bỏ cái giả thì làm sao nó thành hiện? Bây giờ quý vị chịu bỏ cái giả không? Chịu không? Bỏ thì tiếc, chắc tiếc quá lắm, không nỡ bỏ. Bỏ nó có một buồn quá. Có nó để vui, để cãi nhau cho vui vậy đó. Còn có nó cái hết cãi rồi, còn cái gì nữa bạn, còn cái gì cãi. Cho nên rồi, biết nó là giả, không nỡ bỏ nó. Mà không bỏ cái giả được thì cái thiệt làm sao mà hiện. Cho nên quý vị tu là phải can đảm, chúng ta biết tất cả những cái niệm khởi sinh diệt là hư giả, cho nên mặt nó khởi không thành theo, không thành chạy theo nó, thì đó là chúng ta tốt. Chúng ta biết đừng được
cái đuổi theo là gìn giữ cái nghiệp sinh tử. Còn nếu chúng ta cứ đuổi theo nó là đi tham sinh tử. Tôi ví dụ một chút thì quý vị thấy có phải là đuổi theo nó là đi tham sinh tử hay không? Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi bình an vô sự, cái có ai đó tới nói bây giờ ở cái xí nghiệp nào hay là chỗ nhà sổ số nào đó mà sắp sổ cái con số đồng đắc là tỷ hay tỷ gì đó, mà tôi tin rằng bữa nay chị hay là anh mua chắc là trúng số đó liền. Hôm tôi nằm họ tôi thấy vậy đó, cái nghe vậy thì ha không? Thì bốn đi quên cái số rồi vậy. Thì như vậy là vừa nghe người ta gợi lên cái mình khởi niệm, phải không? Khởi niệm thiết cái dạng mình đi đó. Thì đi vậy thì tới mua trúng trạng thì không biết, nhưng mà mình thấy bị dạng thì tới đó rồi. Thì cùng như vậy khi thanh này mất thì những cái ý niệm mà mình còn chứa chấp trong tâm đó, nó thấy cái cảnh nào nó thích thì nó chạy tới đó, mà nó chạy tới đó rồi nó đi trong sanh tử, rồi sanh ra rồi phải chịu cuộc đời nữa, thì từ đó mà có luân hồi sinh tử. Còn nếu tâm mình ai nói cái gì dụ dỗ thế nào cũng vững như không có tham, không có giận, thản nhiên tự tại, thì như vậy có ai đuổi được đi đâu không? Mà không đuổi được thì nhắm mắt thì cái gì dầu cho nó là đẹp là xấu thì cũng không thành tâm, không thành theo, thì đó là mình tự tại. Như vậy thì cái tự tại không phải là sau khi chết mới có, thì ngay trong khi sống là cái nhân, nếu mình làm được thì khi chết thì mình được tự do. À, nếu khi sống mà mình cứ chạy theo thì chết chắc có là dừng được. Đó là cái giả thực. Cho nên nói để quý vị thấy rằng ở đây đó, vì thế không đủ sanh tử nên không bị 25 tuổi trói buộc. Bởi vì mình đã không sợ sanh tử thì đâu có đưa vô sanh là niết bàn, cho nên không có kẹt trong thanh văn duyên giác, mà tâm mình bình đẳng, đó là cái trí tuệ thênh thang rộng lớn, không có tâm thủ xả, thì nhờ cái sổ tức mà đạt được lý trung đạo thì gọi đó là thấy được Phật tánh, được vô sanh nhẫn, trụ đại niết bàn, thường là ngã tịnh. Ở chỗ này có nhiều người hiểu lầm. Nếu mà tâm mình không sanh tử, không còn sinh diệt thì đó là thường, phải không? Hằng trí hằng giác là không bị sinh diệt, đó là thường. Giờ là vui. Nhưng nó thường như vậy là nó có vui. Như vậy thì người ta cứ nghĩ vui là do đối với cái khổ mà gọi là vui. Đói thì khổ, bây giờ có cơm ăn là vui, phải không? Lạnh là khổ, bây giờ có sưởi được ấm thì vui, đúng không? Như vậy cái khổ với cái vui nó đối đãi. Nhưng còn ở trong đây nói cái niết đại niết bàn là thường, lạc là vui. Tại sao vui? Bởi vì cái vui của người đời là cái vui trong sanh diệt. Còn ở đây là đến cái chỗ vô sanh hằng còn, cho nên nó được hạ chiên tự tại, cái đó là cái vui rất nhẹ nhàng không sanh diệt. Rồi ngã tức là cái thể mà gọi là pháp thanh, nó hiểu tiền cho nên là ngã. Mà pháp thanh thì không có cấu quế, không có phiền não, nên tịnh. Như vậy cho nên niết bàn có đủ bốn đức: thường, lạc,
tịnh. À, còn chúng ta bây giờ chấp cái thân này, cho có mấy đứa cái thân vô thường mà tưởng là thường, phải không? À, là cái chấp gọi là gì? Chấp kiên đảo. Vô thường mà tưởng thường, đó là chấp kiên đảo. Rồi thân này là khổ mà vui, khổ cái tưởng là vui rồi. Lúc nào cũng cầu cái vui này, tìm cái vui kia để cho nó được vui. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì khổ cũng trở về khổ thôi. Như vậy thì thân hiện tại là vô thường mà lòng tưởng là thường. Thân hiện tại này khổ mà tưởng là vui. Rồi thân hiện tại này, cái gì là chủ thể? Thì duyên hợp là không có chủ mà tưởng là có chủ, nó gọi là ngã. À, thân này nhớp nhúa mà mình tưởng là trong sạch, như vậy đó gọi là bốn thứ điên đảo của phàm phu. Thân vô thường tưởng là thường, thân đau khổ mà tưởng là vui. Cái thân mình nó không có chủ mà tưởng là chủ, thân mình nó nhớp nhúa mà tưởng là trong sạch, đó là bốn thứ điên đảo. Như vậy thì tất cả chúng ta có mang bốn cái bình cơ không? Bốn cái điên đảo, bởi vậy nên Phật gọi là điên đảo. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Cái mê và cái trí thế nào gọi là mê, thế nào gọi là trí? Thấy sai lầm, thấy đảo lộn, đó là mê trí, đó là mê. Thấy sai lầm, thấy đảo lộn, cái trắng mà nó đen đó thì nó mê trí. Như vậy cho nên cái người mê là thấy không đúng là thật và có thể lộn ngược lại, cho nên Phật nói là điên đảo. Điên đảo tức là đổi ngược lại, trắng mà nói là đen. Cũng như thân này, ai mà không biết nó nhơ mà nói nó là sạch, tưởng nó là sạch thì có phải đâu, đảo ngược đâu. Mà thân này ai không biết nó là vô thường, cái chết nhân dạng được đó, nghĩa là trẻ cũng chết, già cũng chết, đủ hết. Mình không biết tới ngày nào đi mà cứ tưởng nó là lâu dài. Như vậy thì những cái ảo tưởng sai lầm đó là mê, còn thấy đúng như thật đó là trí. Như vậy thì chúng ta hằng thấy thân này vô thường, rồi thấy thân này là vô thường thì giả sử có bệnh hay là có cái tai nạn gì đấy với mình thì mình nghĩ rằng nó là vô thường thì chuyện tới thể nó bại hoại là chuyện thường, nó có gì nó quan trọng. Như vậy thì mình vượt khổ ngay. À, còn mình nói thân là nhớ nhớ, biết rõ là nhớ nhớ thì sao? Thì có ai chê nó xấu, chê nó nhơ gì thì cũng cười thôi, không dành nó buồn chút nữa hết, phải không? Còn gì mình tưởng nó là sạch, tưởng nó là quý rồi, chê cái là nó tức nó liền. Như vậy thì thấy đúng lẽ thật thì chúng ta không có những cái chấp mê để buộc khổ. Còn thân này có thật mình chưa? Nếu thật mình thì khi nó tắt thở rồi, nó bại hoại, lúc đó mình ở đâu? À, như vậy nó không thật mình, nó chỉ có một thời gian mấy mươi năm đó thôi, chứ nó không có bảo đảm lâu dài. Như vậy thì nó không phải thật mà tưởng là thật. Rồi tất cả những tưởng sai lầm đó Phật gọi là điên đảo. Và bây giờ chúng ta là người học Phật, tu theo Phật thì nên dẹp cái điên đảo đó hay là nên giữ cái điên đảo đó? Mà nếu dẹp nó thì bớt khổ, còn giữ nó thì khổ đau. Cho nên người đời khổ lúc nào cũng thấy khổ, nghĩa là bệnh cái than nó
sợ chết, phải không? Rồi ai đó che trước cái buồn bực phiền não, tất cả đều là đau khổ. Và biết đúng như thật nó thì không còn những cái buồn khổ đó nữa. Như vậy thì người trí, mà người trí thì đâu phải tìm và tâm quán, mà ngay như mình đổi cái nhìn đúng là thật là trí rồi. Chứ phải phải đi học bài 5 năm, 7 năm mình thi có tự nhiên tiến sĩ mới là trí. Tại là trí này nó gần quá, dễ quá thì đổi cái nhìn sai lầm trở lại cái nhìn đúng như thật là người trí. Đó. Như vậy thì cái trí ở trong nhà Phật nói là cái thấy đúng như thật về con người, đúng như thật về con Phật, chứ không có ảo tưởng. Còn chúng ta hiện giờ hầu hết là sống trong ảo tưởng chứ không có trí. Vì vậy mà Phật nói chúng sinh điên đảo ở chỗ đó đó. Đây mới nói, cho nên kinh nói ví như dòng nước chảy xiết cuốn gãy tất cả, chỉ trừ cạn dư liệu vì nó mềm dẻo vậy. Dòng nước sanh tử cũng như thế, hay cuốn chìm tất cả phạm phu, chỉ trừ Bồ Tát trụ đại thừa niết bàn vì tâm nhu nhiếm. Vậy nói như vậy thì Bồ Tát vì cái tâm các ngài nó rộng rãi thênh thang, cho nên không có bị cuốn được. Đó là hành giả đại thừa ở trong pháp sở tức vào địa vị Bồ Tát. Như vậy tu sở tức cũng tới với bậc Bồ Tát. Thế là đã được nói tướng sở tức diệu môn, phàm thánh đại thừa tiểu thừa chung và riêng. Sở tức tuy chung mà do sự lý giải nên có khác. Tuy cùng tu sở tức mà tùy mỗi hạng người quả báo có sai biệt. Các pháp tùy tức là tùy tức, chỉ quán hoàn tịnh mỗi diệu môn, phàm thánh đại thừa tiểu thừa chung riêng cũng như vậy. Như vậy đây sáu pháp mà chỉ nói pháp sở tức thôi, để thấy những pháp kia cũng như vậy. Tuy cùng một pháp mà người trình độ tâm tư khác nhau, cho nên tu kết quả cũng khác nhau. Chứ đừng nói phải có cái gì cao và tu mới hay, chỉ khác nhau ở cái tâm tư, ở cái trí nguyện của mình. Đó là cái phần thứ sáu rồi.